Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Kính thưa quý vị, sau những dịp lễ Tết rồi thì dường như ai cũng muốn mình ăn một cái gì đó nó thật là nhẹ nhàng phải không thưa quý vị? Và cái món mà trong một tháng này đó mà Uyên Thi muốn chia sẻ với quý vị đó là món nói về món đậu hũ thưa quý vị. Đậu hũ sau này đó thì người ta ăn rất là nhiều bởi vì nó có nhiều cái chất protein cũng như là nó tốt cho sức khỏe của những người ăn chay cũng như là ăn mặn mà chúng ta biết cách và chế biến cái món ăn thưa quý vị. Thì ngày hôm nay cũng như là trong những chương trình kế tiếp Uyên Thi chỉ làm toàn là những món đậu hũ để quý vị tăng thêm cái khẩu vị của gia đình bằng đậu hũ. Bởi vì có nhiều người nói là đậu hũ lạt lẽo lắm, không có thích ăn. Nhưng mà thật ra khi chúng ta chế biến thì con chúng ta sẽ ăn rất là ngon miệng. Và ngay cả bản thân của chúng ta cũng là cảm thấy là ngon miệng bởi vì đậu hũ nó là một cái loại thực phẩm rất là tốt bằng đậu nành thưa quý vị. Thành ra đây là những cái món ăn mà chúng ta cần biết cũng như là cần chế biến thêm cho gia đình. Ngày hôm nay Uyên Thi muốn chia sẻ đến quý vị đó là món đậu hũ chiên giòn. Và món đậu hũ chiên giòn thì hôm nay Uyên Thi dùng cái đậu hũ ở trong hộp như vậy là tại vì quý vị ở các tiểu bang đó sẽ dễ tìm được cái đậu hũ này hơn là cái đậu hũ tươi. Bởi vì đậu hũ tươi ở Cali bán rất là nhiều hoặc là ở Houston ở những thành phố lớn. Nhưng mà ở các tiểu bang nhỏ hoặc là những thành phố nhỏ họ sẽ khó có tìm được những cái đậu hũ tươi đó. Thành ra Uyên Thi chia sẻ bằng cái đậu hũ này thì quý vị có thể chế biến bằng đậu hũ tươi cũng được. Và Uyên Thi sẽ dùng một cái hộp đậu hũ này cho một cái công thức của ngày hôm nay. Đó là món đậu hũ chiên giòn. Món này cũng khá lạ miệng và ăn cũng ngon miệng. Nếu mà quý vị không thích chấm, quý vị ăn không cũng được. Mà chúng ta làm appetizer cho các buổi tiệc cũng rất là có lý thưa quý vị. Và bây giờ khi mà Uyên Thi cui ra đó thì Uyên Thi sẽ rửa sạch, đổ cái nước này đi và rửa sạch lại để cho tại vì ở trong cái hộp này người ta đóng cũng nhiều khi 1 2 ngày cho tới 1 tuần đó thưa quý vị. Có ngày ở trong này thì mình coi và sau đó mình rửa cho thật sạch. Mình rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ phải coi như lau khô bằng giấy. Tại vì nếu mà chúng ta để như vậy, chúng ta làm xong nó sẽ chảy nước khi chúng ta hấp cũng như là khi chúng ta chiên, nó sẽ bắn ra cái dầu nó làm cho chúng ta bị phỏng. Thành ra chúng ta cần phải lau khô hết cái nước của cái đậu hũ này đi. Và một miếng đậu hũ này, một cái hộp này thì Uyên Thi nghĩ là nó khoảng bằng 2 miếng của chúng ta mua ở chợ Việt Nam, ở Việt Nam, ở bên Việt Nam. Còn ở bên Mỹ này thì chắc Uyên Thi nghĩ là một bìa đậu hũ hoặc là 1,5 bìa mà quý vị mua đậu hũ tươi đó là đủ rồi. Còn cái này là Uyên Thi lấy một hộp. Và để Uyên Thi coi một hộp này nó bao nhiêu ao để cho quý vị có thể dễ biết. Thật ra cái đậu hũ quý vị làm nhiều hay ít cũng không sao thưa quý vị. Cái này nó là 19 ao, tức như là 1 pound 3 ao. Hơn 1 pound một chút hoặc là quý vị mua một miếng đậu hũ 1 pound cũng được không sao. Hoặc nhiều hơn một chút, 1,5 pound cũng được. Thì nó nhiều đậu hũ thôi. Thì mình lại thêm gia vị một chút. Rồi sau khi mà chúng ta đã có một hộp đậu hũ 19 ounce rồi. Thì Uyên Thi sẽ dùng từ 1/4 pound gà xay cho tới một nửa pound gà xay nha thưa quý vị. Quý vị có thể dùng 1/4 pound cũng được. Hoặc là chúng ta dùng nửa pound cũng được. Đây, Uyên Thi bỏ vào. Và bây giờ Uyên Thi sẽ đeo bao tay vào để mà Uyên Thi trộn. Nếu mà mình lấy cái này mình trộn cũng được nhưng mà nó không có nát và cũng như không có đều bằng chúng ta đeo bao tay vào chúng ta trộn. Chúng ta bóp nát đậu hũ này ra cùng với gà. Quý vị nhớ bóp nát ra. Rồi, và mình để qua mình chuẩn bị tiếp những cái phần vật liệu tiếp theo nha. Bây giờ Uyên Thi sẽ cho vào trong này spam thưa quý vị. Quý vị có thể dùng hem Mỹ cũng được hoặc là những cái vật liệu mà chúng ta ăn dư, ví dụ gà, những cái turkey trong tủ lạnh mình đó mình đem ra mình làm để cho nó có thêm cái phần thịt ở trong này cũng như đậm đà thì Uyên Thi sẽ dùng khoảng chừng 2 miếng thôi, 2 lát của cái spam này thôi. Tại vì cái spam này nó hơi mặn đó. Thành ra chúng ta cũng không muốn mất đi cái mùi đậu hũ cho nên Uyên Thi chỉ dùng vào để cho chúng ta có thêm cái vị để cho nó ngon cái món ăn của mình thôi. Chúng ta sẽ cắt ra thành những cái miếng hột lựu.
Và lúc này chúng ta sẽ bỏ, để riêng đi, quý vị đừng có trộn cái này trước, tại vì sợ nó mềm quá nó sẽ bị nát. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh cà rốt cũng như peas, để cho chúng ta có thêm một ít rau cải nữa. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ trộn vào trong này khoảng chừng 2 muỗng cà phê bột gà, 1 muỗng cà phê tiêu, rồi 1 muỗng cà phê, 1 muỗng cà phê muối. Nếu quý vị nào ăn ít ăn mặn đó thì quý vị cho nửa muỗng, nhưng mà Uyên Thi thích đậm đà. Tại vì Uyên Thi có thể ăn không. Rồi chúng ta cho khoảng chừng 1 muỗng rưỡi tới 2 muỗng cà phê đường thưa quý vị. Xong. Và chúng ta cần thêm khoảng chừng 1 muỗng canh bột năng. Bột năng hoặc bột bắp cũng được. Cái này làm hai cái này mới là 1 muỗng canh thì Uyên Thi cho vào. Cái đó nó sẽ làm cho nó chắc lại cái thịt khi mà chúng ta làm đậu hũ. Và Uyên Thi sẽ xài khoảng chừng 3 tép hành lá. Chúng ta đập dập cái đầu này ra. Và chúng ta cắt. Rồi chúng ta bỏ vào trong này luôn. Rồi ha. Giờ chúng ta để cái này vô trong cái chén này trước. Để một chút chúng ta bỏ vào. Như vậy là xong, chúng ta sẽ trộn. Trước khi chúng ta trộn, chúng ta sẽ đập một cái trứng vào luôn thưa quý vị. Trứng cũng như là bột nó sẽ làm cho kết cấu cái nó dính lại của cái đậu hũ, để khi mà mình bỏ lên mình hấp nó không có bị coi như nó không có bị rời ra đó thưa quý vị, tại vì đậu hũ không thì nó sẽ bị rời, nó không có dính lại. Cho nên chúng ta bỏ trứng và bột năng vào. Và bây giờ quý vị chỉ cần trộn đều lên. Tất cả mình trộn đều lên, bóp nát. Nhìn thì chưa thấy hấp dẫn phải không thưa quý vị, nhưng mà một chút quý vị làm xong ăn thử, mình sẽ thấy rất là vị, nó rất vừa. Và lúc này chúng ta sẽ bỏ cái hem vào, cái spam vào chứ. Spam hoặc là bất cứ cái gì mà quý vị leftover, mình có thể giống như là trứng hoặc là thức ki hoặc là những cái món ăn mà mình thấy leftover nhiều trong trong tủ mình đó, mình chế biến bằng như vậy mình lại có một món ăn mới thưa quý vị. Đó, quý vị thấy bây giờ nó có một cái hỗn hợp mà tay Uyên Thi, khi mà Uyên Thi làm, Uyên Thi cảm giác rằng nó hơi sền sệt lại. Có những cái miếng đậu hũ quý vị bóp ra để khi mà chúng ta ăn, chúng ta sẽ thấy nó đậm đà, nó không có bị vị đậu hũ không. Và bây giờ Uyên Thi sẽ lấy một cái khay, cũng như đồng thời là Uyên Thi sẽ để cái lửa để cho nó sôi cái... nó sôi cái sửng hấp của mình. Uyên Thi sẽ cho vào một chút dầu. Và Uyên Thi sẽ tráng đều đi nha. Để cho khi mà mình mở ra nó không có bị dính đó, thưa quý vị. Rồi. Uyên Thi sẽ dồn cái này vào trong cái khay này. Quý vị có thể lót bằng một cái miếng plastic wrap cũng được. Thì khi mình lấy ra nó không phải, mình không phải rửa cái khay. Cái khay nó sạch, nó không có bị dính. Nhưng mà có nhiều người thì lại... sợ đó, thành ra họ không dám làm. Rồi, cần nhất là quý vị sẽ ém những cái bìa này xuống cho nó chắc lại. Và mình bắt đầu mình làm, mình sẽ ém xuống cho nó chắc nha thưa quý vị. Tại vì nó lỏng đó, thì khi mình chiên đó, nó sẽ bị coi như mình ăn mình không có cảm giác là nó chắc, nó không có ngon. Rồi đó, quý vị thấy nè, bây giờ mình có một cái khay đậu hũ rất là ngon với đầy đủ những cái vị ở trong này, rau cải cũng như là thêm thịt nữa. Sau khi mà mình đã ép chặt rồi thì mình để nước sôi và bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái khay này mình hấp. Trong cái sửng này mình hấp nó. Mình hấp thì từ 20 phút cho tới 30 phút. Nếu quý vị muốn cho nó chắc thì quý vị để 30 phút. Và sau khi quý vị lấy ra thì quý vị nên... lấy miếng giấy thấm bớt cái nước ở trên cái mặt đậu hũ đi. Sau đó chúng ta để nguội. Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Sau một vài phần thông tin thương mại, Uyên Thi sẽ trở lại với món đậu hũ. Uyên Thi cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu và trở lại với món đậu hũ chiên giòn.
Trong cái thời gian mà Uyên Thi đang hấp cái đó thì ở đây Uyên Thi đã có hấp sẵn một cái sửng để cho thật nguội thưa quý vị. Quý vị có thể hấp trước một ngày bỏ trong tủ lạnh và khi mà quý vị lấy ra quý vị chỉ cần đập nó ra và quý vị thấy chúng ta có nguyên một cái bánh kêu là cái bánh đậu hũ đó. Và bây giờ Uyên Thi sẽ lấy cái giấy Uyên Thi thấm sơ những cái nước này đi. Sơ thôi. Rồi, quý vị sẽ cắt ra. Tùy theo chúng ta thích cắt vuông hoặc là cắt tam giác hoặc là cắt kiểu như thế nào thì quý vị cắt theo ý của mình, nhưng mà bây giờ ở đây Uyên Thi cắt vuông vuông như vậy để cho mình dễ ăn nha. Quý vị thấy nó như những cái bánh vậy đó. Rồi. Và chúng ta sẽ cắt lại. Những cái bìa này nó hơi bị nát, quý vị cứ để qua một bên. Thành hình vuông, thành những miếng hình vuông. Rồi, sau khi mà chúng ta cắt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lăn bột để chiên. Bột á, thì quý vị chỉ cần dùng rất là dễ dàng bằng cái bột mì mà thôi. Quý vị dùng bột mì để áo ở ngoài và mà chúng ta chiên. Và bột mì này á, là chúng ta sẽ để khô nghe thưa quý vị. Đi sẽ đổ bột mì ra đây. Rồi, chúng ta sẽ đổ bỏ vào. Và chúng ta bắt một cái chảo dầu cho nóng. Chúng ta chiên giòn. Nếu mà quý vị nào muốn mà theo kiểu cho nó giòn nhiều đó, mà mình không có thích ăn nó dày thì mình cắt nhỏ hơn. Nhưng mà cái này tại vì Uyên Thi muốn làm show cho nhìn cho nó đẹp thì Uyên Thi làm bự một chút. Quý vị nào thích nó giòn nhiều thì chúng ta làm nhỏ hơn. Và bây giờ chúng ta bỏ vào chúng ta chiên. Quý vị chiên thì cẩn thận coi chừng phỏng tay. Thường thường đó khi mà nhỏ mình không có thích ăn những cái món nào nó không có những cái gì mà nó có mùi vị đặc sắc phải không thưa quý vị. Nhưng mà khi lớn đó tự nhiên á, lại thích ăn những cái món đó. Chứ ví dụ như hồi nhỏ Uyên Thi cũng không thích ăn đậu hũ. Nhưng mà bây giờ Uyên Thi rất là thích ăn đậu hũ và ngay cả cái đậu hũ sống không mình chấm muối tiêu ăn Uyên Thi cũng mê nữa. Mình để lửa khoảng medium nghe thưa quý vị. Trong dịp Tết vừa rồi Uyên Thi về Việt Nam đó thì Uyên Thi thấy rằng là bây giờ bên đó rất là thịnh trong các món ăn chay. Nếu mà quý vị nào mà ăn chay trường hoặc là muốn chế biến món này ăn chay thì quý vị chỉ cần thêm rau cải thôi. Quý vị không có cần phải bỏ thịt vào trong này. Hoặc là quý vị có thể bỏ những cái hem chay, những cái kêu là chả chay đó thưa quý vị. Quý vị bỏ vào và bây giờ Uyên Thi chỉ bỏ những cái này vô đây. Rồi Uyên Thi chiên đủ. Đủ để mà một dĩa thôi ha. Rồi Uyên Thi sẽ dọn cái này. Kính thưa quý vị, mình chiên cho tới khi nào mà mình vớt lên mình thấy nó hơi vàng đó. Quý vị thấy bây giờ nó vàng và Uyên Thi đụng cái đồ gắp vô, Uyên Thi cảm thấy nó giòn, thật là giòn vậy đó. Nó cháy cạnh của cái đậu hũ rồi đó thì mình mới bắt đầu lấy ra. Bây giờ Uyên Thi sẽ vớt bớt một số ra nè. Quý vị thấy nó vàng rất là ngon. Vàng đều là chúng ta chiên ở nhiệt độ lửa là medium á thưa quý vị. Quý vị để cho nó medium khoảng chừng 15-20 phút. Xong rồi quý vị mới cái nào mình thấy nó còn trắng trắng mình lấy ra. Mình mới lấy mình bắt đầu mình chiên. Chứ quý vị đừng có để lửa lớn, mình chiên ra nó sẽ bị giống như là bị cháy hỗn đó thưa quý vị. Còn như vậy thì nó rất là đều quý vị thấy không? À,
Đó, cái nào mà nó vàng mình vớt. Và lúc này Thi sẽ tắt lửa. Rồi quý vị thấy nó vàng rất là đều. Cái món này tại vì mình đã ướp cho nó hơi đậm đà rồi, quý vị có thể làm ăn appetizer mỗi cái lần mà tiệc đó, quý vị để làm sẵn cho khách đến, người ta chỉ cần ăn, người ta có thể chấm chung với lại nước mắm hoặc là sốt chua ngọt hoặc là những cái loại loại nước mắm mà ở ngoài ngoài chợ mà nó là chua ngọt để mà chấm gà rồi đó, thưa quý vị, quý vị vẫn có thể chấm được. Và chúng ta bây giờ Uyên Thi rờ, Uyên Thi thấy miếng đậu hũ rất là giòn và cái mùi nó rất là thơm, thưa quý vị. Thì bây giờ Uyên Thi sẽ ăn thử một miếng rồi Uyên Thi nói cho quý vị coi nó có cái vị như thế nào nha. Uyên Thi gáy vô một cái thấy nó giòn, Uyên Thi chấm nước mắm tại Uyên Thi thích chấm nước mắm. Thơm thưa quý vị. Nó thơm bởi vì chúng ta bỏ hành lá cũng như hành và tiêu vào. Rồi một phần nó vị nó đậm đà mà nó có cái vị thơm của spam nữa. Thành ra nó ngon hơn là cái đậu hũ bình thường không. Và mình sẽ chấm thêm một miếng nữa. Vị thấy khói còn lên. Mình cảm nhận đây nó giống như là một cái miếng bột chiên vậy đó, nhưng mà nó là đậu hũ, bột chiên thì là bột, còn đậu hũ á thì nó là sữa đó, bằng đậu nành cho nên nó sẽ không làm chúng ta mập. Và chúng ta cho thêm một ít thịt nữa thì vào á là nó làm đậm đà, tăng thêm cái phần khẩu vị cũng như rau cải để cho chúng ta thấy có màu sắc, tiêu nó làm cho thơm. Rất là ngon nhưng mà cẩn thận bởi vì nó nóng lắm, quý vị có thể bị phỏng miệng, phỏng lưỡi nếu mà con chúng ta ăn. Và hôm nay Uyên Thi chia sẻ một cái món mới, đó là món đậu hũ chiên giòn, để cho quý vị có thể thay đổi cho gia đình. Hoặc là quý vị làm cái món này, mình rảnh mình làm cái mình cất vào tủ lạnh, xong khi nào mà mình mất thì giờ đó mình cắt ra mình chiên. Thay vì mình chiên đậu hũ không thì các con chúng ta sẽ không ăn, mà làm như vậy thì nó đậm đà, các cháu sẽ rất là thích ăn. Ăn với cơm cũng rất là ngon. Uyên Thi cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong cái món đậu hũ chiên giòn ngày hôm nay. Uyên Thi chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Nhà Ta Nấu, mà Uyên Thi đi đến đâu quý vị cũng biết mặt Uyên Thi, trốn không được thưa quý vị. Và Uyên Thi mong rằng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ cho chương trình này. Hẹn quý vị trong một cái món ăn đậu hũ tuần tới.